Ngày 7 tháng 11, đoàn giám sát của ban dân tộc hội đồng nhân dân huyện, sau đồng chí Phạm Thị Thu, ủy viên ban Thường vụ, trưởng ban dân vận huyện ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc huyện, trưởng ban dân tộc hội đồng nhân dân huyện làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dân trong vùng đặc biệt khó khăn từ năm 2020 đến nay tại hai xã Thạch Lập và Minh Tiến. Hiện nay trên địa bàn hai xã có ba thôn đặc biệt khó khăn là xã Thạch Lập, hai thôn, Minh Tiến, một thôn. Với 1.617 khẩu, xã Thạch Lập là 681 khẩu, Minh Tiến là 936 khẩu. Trong những năm qua, việc thực hiện các chế độ chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho người dân sinh sống tại vùng đặc biệt khó khăn và người dân dân tộc thiểu số khu vực 2 thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của hai địa phương trên được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định nhân dân được thụ hưởng các chế độ chính sách theo đúng quy định, không có tiêu cực, không chuộc lợi bảo hiểm. Các vấn đề vướng mắc phát sinh được phối hợp giải quyết kịp thời, không để xảy ra các trường hợp gây bức xúc trong nhân dân. Nhân dân tin tưởng vào các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước. Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí trưởng ban dân tộc Hội đồng Nhân dân huyện đã ghi nhận biểu dương, đánh giá cao công tác tổ chức triển khai, thực hiện và những kết quả mà hai địa phương đã đạt được trong thời gian qua trong thời gian tới đồng chí đề nghị hai địa phương phát huy những kết quả đã đạt được khắc phục những tồn tại hạn chế triển khai thực hiện đầy đủ các chính sách của đảng nhà nước đối với nhân dân nói chung cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dân trong vùng đặc biệt khó khăn nói riêng tăng cường công tác tuyên truyền lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã đề ra